Nó là tất cả những cái sự suy sụp về tinh thần, nó từ không phải chỉ là một căn bệnh ung thư mà nó còn là cả cái những cái sự mất mát về con cái, xong rồi lại đến là bản thân mình ốm đau, xong rồi lại đến chồng, xong lại đến con bị tai nạn, và lại đến bản thân mình quá trình chữa cho chồng, xong lại chữa cho mình, xong lại chữa cho con. Thì bây giờ nó là điểm mốc nào nó cũng là một cái dấu ấn ở trong đời không bao giờ quên được, mà gần như nó làm cho mình là một cái người mà đã quá khổ đến nỗi bây giờ còn không có cái cảm giác là khi nghĩ lại đấy nó là một cái nỗi khổ, mà chỉ nghĩ là những cái việc mình đã trải qua. Cũng như phần lớn các bệnh nhân ở nông thôn, chị Hiền thiếu thông tin về căn bệnh này và có tâm lý dao động, có xu hướng điều trị bệnh theo hướng truyền miệng. Chính vì vậy, có giai đoạn chị Hiền đã điều trị bằng cách đắp lá. Do theo phương pháp phản khoa học này, có nhiều bệnh nhân đã tử vong, còn bệnh tình của chị Hiền lại tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Nhưng cũng thật may mắn, với sự động viên nhiệt tình của các bác sĩ, cũng như được nghe những thông tin bổ ích về căn bệnh này, nên chị Hiền đã kịp thời quay lại điều trị theo đúng phác đồ của Tây y. Là lúc bắt đầu phát hiện ra bị ung thư vú thì tôi thấy tất cả xương khớp là gần như là người nó cứ mệt rã rượi, nó đau như kiểu đau dây thần kinh ấy. Thế như kiểu nó bị cái hạch nó chèn ép vào cái dây thần kinh nào đó thì là nó cứ đau ê ẩm mà. Thế đi khám thì mới đầu đi khám ở các tuyến thì chỉ nghĩ là mình bị thoái hóa hay là bị ấy, cũng không nghĩ đến là mình bị mắc phải cái căn bệnh ung thư quái ăn. Lúc đầu ấy thì đi tắm thì kỳ kỳ thì thấy nó có một cái tật nổi lên. Thế sau đó thì là cứ thấy nó cũng lớn dần. Thế nhưng mà mình theo một cái suy nghĩ lúc đấy là mình cũng suy nghĩ nó chưa được hiểu biết về khoa học lắm, thì mình chỉ nghĩ đấy là như là kiểu tắc tia sữa. Xong dần dần thì thấy là nó cứ đau rít ra đằng cái bên bả vai này, và cái nách nó cũng có hạch lên. Thế xong dần dần lại thấy nó lại có hạch lên cả cổ, nó cứ đau lên cổ họng lên cổ. Thế là lúc bấy giờ thì cảm giác là toàn thân mình như gần như là đã không bị không 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 điều chỉnh những mình đã không gượng được lên rồi, là lúc ấy gần như là thất bại với sức khỏe. Là một người không may mắc phải cùng một lúc hai căn bệnh ung thư, nhưng số phận dường như lại khá khắc nghiệt với chị Hán Thị Hiền. Trước khi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư, chị Hiền đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn khi vừa mất chồng lại vừa mất con. Sau đó lại phải trải qua một quãng thời gian dài để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Dường như sức lực của chị đã bị rút cạn và cuộc sống lâm vào cảnh bế tắc. Những lúc bị cực như vậy, dường như có một sức mạnh khác thôi thúc chị phải đứng dậy. Đó là tình yêu dành cho cậu con trai còn lại. Alo, con à, Công, về đến đâu ạ? Đi đường cái nó mưa ấy, thì phải mua cái áo mưa mặc một lần đấy, đi mặc vào đi cẩn thận, đi chậm đấy nhá, đừng có vội mà đi nhanh, đi cho về cho nhanh, mẹ đang ở nhà đang đợi mãi từ sáng kiểu thấy đâu ạ. Thế con đi cho cẩn thận nào, đi về nhanh nhá. Bây giờ người ta gọi là một cuộc đời thì coi như cái cuộc đời sóng gió nó đã trở thành cả một cái cuộc đời, vì nó đã nối vào đây trong cuộc đời em, ấn vào trong cuộc đời em một cái điểm mốc là đã mấy chục năm rồi. Đến bây nói về tuổi đời ung thư cũng đã 20 năm rồi. Thế mà những cái biến cố trong khoảng thời gian ấy nó cứ trùng trùng điệp điệp. Để nói cái tuổi đời mình mới 47 tuổi thì nó đã có cái tuổi đời ung thư là 20 năm rồi. Và những cái biến cố nó tổn thất đến tinh thần của mình, nó là những cái vết đau, là những cái vết thương
nó là tất cả những cái sự suy sụp về tinh thần, nó từ cả từ không phải chỉ là một căn bệnh ung thư mà nó còn là cả cái những cái sự mất mát về con cái, xong rồi lại đến là bản thân mình ốm đau, xong rồi lại đến chồng, xong lại đến con bị tai nạn, và lại đến bản thân mình quá trình chữa cho chồng, xong lại chữa cho mình, xong lại chữa cho con. Thì bây giờ nó là điểm mốc nào nó cũng là một cái dấu ấn ở trong đời không bao giờ quên được, mà gần như nó làm cho mình là một cái người mà đã quá khổ đến nỗi bây giờ còn không có cái cảm giác là khi nghĩ lại đấy nó là một cái nỗi khổ, mà chỉ nghĩ là những cái việc mình đã trải qua. Những tưởng cuộc sống sẽ trở nên bình lặng hơn, nhưng thật trớ trêu, cách đây 3 năm, cậu con trai còn lại duy nhất đã bị tai nạn, đối diện với việc phải cưa đứt một chân. Bệnh tật rình rập, nhưng một lần nữa, người phụ nữ ấy vẫn phải kiên cường đứng dậy, chạy vạy khắp nơi với niềm tin phải giữ lại cho con đôi chân. Bệnh trọng, không có tiền, chị Hiền phải một lần nữa đánh cược với số phận, đi tìm hy vọng mong manh cho đôi chân của con. Yên tâm đi làm, thỉnh thoảng thì về nhà mẹ con có gì thì điện thỉnh thoảng về. Thật may mắn, hiện nay mặc dù đi lại còn khó khăn, nhưng cậu bé Hán Văn Công ngày nào vẫn còn nguyên đôi chân để đi lại, để kiếm sống, để tránh trở thành gánh nặng cho người mẹ thân yêu của mình. Thế ở dưới đấy nó đang đổ xong ám ơi, xem mà sức khỏe như nào. Đây đi làm mẹ ốm ở nhà nên là đi làm giữ gìn sức khỏe, chân tay yếu thì đi làm việc phù hợp sức khỏe. Có cũng nắng như làm ngoài giờ các thứ. Có được ở trong nhà không? Đèn cháy à? Đèn cháy hết cả ra ở nhà, lúc ở nhà thì con trắng tí, bây đi làm thì đèn cháy hết ra. Thế con đi về đây đi mất mấy tiếng? Đi mất gần 3 tiếng, đi đường, trời mưa nữa. Đường xa, lại mưa nữa. Đi đón đường cái nó xa, đi cẩn thận nào. Không bây giờ cả nhà có hai mẹ con mà đi đâu làm gì, mẹ nhà mẹ cũng lo. Vâng, thế mẹ nhà dạo này cái sức khỏe nào? Mẹ sức khỏe thì nó cũng cứ ổn ổn. Nói chung là bây giờ thay đổi thời tiết là nhức. Nhức chân, nhức tay lắm. Chân tay cứ tê, nhức hết cả chân tay xương khớp. Nó đang còn đang sưng ấy. Ấy, nó đang sưng khớp, chân khớp tay các thứ nó đang ấy. Thôi đi làm thì chẳng phải lo cho mẹ. Mẹ nhà còn có bà, có mọi người ở nhà đi làm, mẹ chỉ lo con đi làm xa. Đi làm lúc nắng lúc ấy các thứ thì đội mũ đội miếc, đeo khẩu trang cho đỡ bắt nắng. Con đi làm đấy muốn xin phép các thứ anh chị, với lại xin phép chủ thì cứ tháng hay là nửa tháng gì đấy con lại về lần. Thôi cứ yên tâm, về thỉnh thoảng về, thỉnh thoảng thì về thăm mẹ đấy, còn đi làm cóp nhóp tiền sang năm thì lấy tiền đi học nghề gì cho có cái nghề nó sau này nó ổn định, nó đỡ vất vả. Nếu mà cóp được tiền nữa thì cố gắng thì sau này mua cái xe lấy phương tiện đi lại, khỏi phải mượn mọi người đi, nó có cái xe mà kia có cô nào cô yêu cô để ý đến thì còn có cái xe tử tế mà đeo người yêu. Mẹ nhà yên tâm, chả phải lo mẹ chăn nuôi con gà, con quế nữa thêm thắt vào. Cháu thì có những lúc, cái lúc đấy là cháu cảm giác cháu hết nghị lực để cháu vươn lên rồi. Cháu cũng không còn có
những cái ý chí mà muốn để phấn đấu tiếp, nhưng mà được sự động viên của mẹ và bao nhiêu người thân bên cạnh, anh em, gia đình, rồi thì bạn bè các thứ, cho nên là cháu cũng bớt đi được cái phần nào suy nghĩ, thì cháu cũng chỉ biết là cố gắng phấn đấu làm sao để vì gia đình, vì mẹ các thứ. Vì bây giờ nhà thì có hai mẹ con thôi, mẹ cháu thì cũng ốm yếu, cháu thì cũng vừa rồi mới bị tai nạn xong, thì bây giờ có trốn tránh trách nhiệm cũng chẳng biết trốn tránh cho ai cả. Ước nguyện của cháu cũng chỉ muốn là mong sao là mình sẽ có được một cái công việc gì đấy cho nó thật là ổn định. Nếu mà được gần với gia đình, gần với mẹ thì đấy lại là một cái điều may mắn. Cháu đang muốn đi học và sửa chữa về xe máy hay là ô tô các thứ, là đấy là cháu đang có một ước muốn là dự định là như thế. Vượt qua được bao nhiêu khó khăn là nhờ sự kiên cường và tấm lòng yêu thương của người mẹ dành cho đứa con, còn là tình cảm của gia đình, của cộng đồng dành cho mẹ con chị. Trong những giai đoạn khó khăn ấy, nhờ sự hỗ trợ của mọi người về cả vật chất lẫn tinh thần đã giúp cho hai mẹ con vơi bớt gánh nặng và vượt qua được khó khăn. Sinh nhật năm nay lại vắng nhà, cũng vì công việc đi làm xa, thôi thì không hoa cũng chẳng bánh, đợi đến sang năm sẽ ở nhà. Bên cạnh người thân cùng thổi nến, mơ ước nho nhỏ có vậy thôi. Chúc tôi tuổi mới luôn mạnh khỏe, công việc hăng say thuận cả đôi, xây dựng cuộc sống thêm vững mạnh, con trai lấy vợ nhà thêm ấm, một vài năm nữa bế cháu thôi. 47 tuổi xuân bao vất vả, chiến đấu anh ca đã đôi mươi, đã đôi mươi là 20 năm đấy ạ. Chiến đấu anh ca đã đôi mươi, 20 năm ấy bao sóng gió. Câu cuối cùng là hay nhất là về già hậu tới phúc nhân đôi. Khi mà con mất thì không thể nào tìm được. Có bao nhiêu vàng tôi bán hết để cho con. Anh tôi Hà Nội đi từng chuyến xe vào, anh trai tôi đi từng chuyến xe vào thăm cháu, và các anh các em nó Hà Nội giúp hết sức cho nó về, vì có cô, vì có em ông ở Hà Nội, cho nên là tất cả tôi không tiếc một cái gì. Tôi nghĩ là khi có tiền thì tôi sẽ mua được vàng, nhưng vàng quý thật nhưng không thể quý bằng con. Mà con tôi mất thì tôi không tài nào tìm thấy được cái thì tiền mặt cho con, dành được đồng nào cho con hết, cái thì hơn cây vàng. Tôi không còn một cái gì để nặng, mà tôi chỉ sợ mất con. Vì vậy tôi bảo cố gắng hết sức mình và vận động cả anh em, cả dì ở dưới quê Hưng Yên, nghĩa là vận động tất cho giúp cho con vượt qua. Khi chúng tôi giúp được vượt qua thì em mới nói nên được, thì là cả nước giúp chứ không phải là mình gia đình. Nhưng gia đình là giúp đầu tiên. Khi về thì được 3 năm sau em nhảy lên khuét hết vú, thì tôi còn cái gì tôi lại bán nốt, không tiếc con một cái gì. Xong tôi thấy nó đi nó ngất khắp nơi, tôi bảo tôi gọi hai con trai tôi lại, Trung với Dũng lại. Các con để Hiển nó chết trước mặt mẹ thì mẹ cũng chết luôn. Các con cố gắng tìm gọi taxi đưa em đi ngay lập tức. Mẹ chẳng còn gì, có gì mẹ bán để cho em, không để cho nó chết trước mặt mẹ thì mẹ không sống được. Thế xong khi mà con bị chừng độ chục năm sau thì cháu tôi lại bị là nó lại bị kẹt xe, còn kéo đi chục cây số chục mấy chục mét nữa mới dừng lại được, tức là con của mẹ Hiền. Thì trong khi đó tôi chỉ có mấy cái cây, người ta giả tôi được 3 triệu đem sang cho cháu tất, tôi không tiêu một đồng nào. Đấy là kể cả con lại kể cả cháu. Thì thời gian đấy là cháu nó đi tiền, thì tôi thì già rồi, thế nhưng mà ở nhà vẫn phải cố gắng giúp các cháu đi cắt sơn đằng rừng, đi làm mọi việc sẵn sàng làm. Có việc gì đều phải cố gắng làm giúp cháu. Thế bây giờ chỉ giúp những cái giúp mà con được những cái việc như thế thôi. Nói chung là ngày đấy thì gia đình cũng rất là hoàn cảnh
khó khăn về thứ nhất là về vật chất này, thứ hai là cái phương tiện đi lại ngày đấy cũng xe máy cũng chẳng có, thế đi toàn bằng đi xe đạp ấy. Chỉ có mỗi anh trai duy nhất nhà có mỗi một anh trai thứ ba là anh có xe máy, là cứ thỉnh thoảng thì bảo anh ấy chở đi, nếu mà đi khám bệnh viện xa thì phải đi bằng xe máy, còn đi gần là bọn chị cứ chở xe đạp, đi xe đạp lai nhau đi xe đạp xuống cái bệnh viện huyện ấy, là lai theo nhau đi xe đạp, hoặc là đi lấy thuốc người ta cứ mách thuốc cái gì ấy, là cứ đưa nhau đi, thế nghĩa là chị cứ đồng hành, ví dụ đi xuống người ta mách thuốc nào là mình đi chữa cái thuốc đấy. Xuống tận Vĩnh Phúc thì hôm đi phẫu thuật mổ thì tất cả nhà tôi là phải kéo nhau đi, tất bảy anh chị em, dù bận công việc lúc đấy thì tôi còn con nhỏ, còn con đang dại, thì để cho chồng nuôi tất ở nhà trông hai đứa đi cùng với em, nghĩa là để cho nó khi vào mổ mà phải thiếu máu hay thiếu cái gì là tất cả bính nhiêu anh chị em trong gia đình là tiếp máu cho đấy. Chợ suốt từ khi mổ ở bệnh viện ca xong lại nuôi em gần một tháng trời, là tôi đồng hành cũng nuôi em là gần một tháng trời. Nhưng với bản thân chị Hiền là cũng rất kiên cường chống lại bệnh tật, vì lạc quan yêu đời ấy, là lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ chiến thắng cái bệnh tật đấy để cho mình sống, để còn nuôi con và tất cả mọi cái mình cứ dẹp sang một bên, mình cứ nghĩ là mình sẽ sống và sẽ được cứu chữa như những người, người ta cũng hoàn hảo, người ta cũng khỏi bệnh đấy. Thì tất cả bên gia đình cũng động viên, người nào cũng động viên thôi, cố cứ còn nước còn tát, ngươi là đi lên đâu chữa được bệnh để khỏi là được. Chị Hán Thị Hiền mặc dù phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, nhưng nhờ sự kiên trì và theo đuổi điều trị, theo đúng phác đồ, đến nay chị đã sống chung với căn bệnh ung thư được 20 năm. Điều này chứng tỏ, đối với căn bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, khả năng điều trị là rất cao, đem lại nhiều hy vọng cho các bệnh nhân. Thực ra thì mình cũng không nghĩ được nhiều lắm, nhưng mà với cái từng cái tâm trạng, từng cái điểm mốc thì những cái lúc mà mình nó rơi vào từng những cái bế tắc ở trong cuộc sống thì mình lại nghĩ ra cái người thân ở bên cạnh. Mình nghĩ mình đầu tiên thì mình nghĩ mình thương chồng và mình cảm thấy là mình không may mắn là mình là người mắc bệnh và mình đã để lại cho một cái sự tổn thất trong gia đình, kinh tế nó lớn và đáng nhẽ mình phải là một cái người khỏe mạnh để là hậu phương vững chắc cho gia đình, mà bây mình lại bị ốm thì cái động lực đấy lại càng làm cho mình thiết tha sống ý nghĩa đối với gia đình. Thì là mình cứ nỗ lực ở trong gia đình để mình muốn dành cái tình cảm đấy mình bù đắp cho người thân ở bên cạnh. Thế là mình yêu cái cuộc sống và mình không bao giờ nghĩ là mình đã ốm mà mình tàn phế, mà mình vẫn thấy là cái khả năng là có ngày hôm nay mình làm được việc này thì ngày mai mình sẽ bước sang một cái trang khác và mình lại sẽ bước sang cái công việc mới. Nhưng cái sự hy sinh của mình cho gia đình ấy, nó cứ lớn dần và mình lại nỗ lực dần. Và mình cứ muốn làm tất cả điều gì đấy tốt đẹp cho người thân. Thế và mình gần như là mình cảm giác mình quên đi là mình là người bệnh tật và quên đi mình trong cơ thể mình đang có một cái nỗi đau. Trường hợp của chị Hiền, ung thư vú có những dấu hiệu điển hình dễ nhận biết như sau. Các dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư vú. Triệu chứng thường gặp của ung thư vú là một khối u biếu có thể sờ nắn được bằng tay, có kích thước khoảng từ 1cm trở lên và không đau. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý một vài dấu hiệu bất thường khác để phát hiện ra căn bệnh ung thư vú, như tiết dịch núm vú, nhất là khi có lẫn máu hoặc có màu hơi đen, tổn thương rặng tràm khiến núm vú trở nên đỏ, đóng vảy hoặc loét, khuyết, núm vú bị thụt vào trong, xuất hiện vết lõm hoặc nếp nhăn kéo lõm bề mặt của tuyến vú, tổn thương dạng da cam của tuyến vú. Tất cả những dấu hiệu trên không chỉ gặp ở ung thư vú mà còn xuất hiện ở trường hợp tổn thương lành tính dạng biếu đặc như biếu sợi lành tính tuyến vú hoặc dạng nang như các nang lành tính của tuyến vú. Khi nhận thấy có bất cứ dấu hiệu nào bất thường, bạn cần đi khám ngay và bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm bổ sung nếu cần. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị, cũng là ngày đánh dấu chị sống với căn bệnh ung thư tròn 20 năm. Bao đắng cay của đời người, chị đã nếm trải đủ cả. Nhưng giờ đây, chị vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho mình sự vững vàng, can đảm như ngày hôm nay. Cái công việc hiện tại bây giờ ấy, thì bây giờ mình lại là người đi chăm bệnh nhân, nên là mình lại luôn luôn là một cái nguồn động lực để giúp cho bệnh nhân người ta lạc quan lên.
ông bà hay các bác, các anh chị không may là một người bệnh nhân, khi nằm ở đây nhưng vẫn còn có bao nhiêu cái nguồn trợ lực, có thể là cái nguồn kinh tế nó vẫn vững vàng để yên tâm chữa bệnh. Như giữa những cái thời điểm mà xưng với các anh chị là như em phải trải qua đấy, thế còn tôi đã trải qua như thế đấy, thì cũng là một cái như một cái ngọn lửa thắp sáng cái niềm tin lên cho tất cả những người bệnh nhân, người ta cảm thấy là mình phải cố gắng lên nhiều và mình phải chăm chỉ hơn để mình khỏe hơn, không là gánh nặng cho gia đình. Ngoài ra là cũng không ỉ ê kêu đau đớn cái cảm giác mà cái người bệnh nằm đấy ấy, mà đau đớn mà cái người ở bên cạnh ấy, người ta không chia sẻ được cái đau đớn đấy, thì cái nỗi khổ trong tâm của những người thân đấy mới là cái nỗi khổ. Còn lúc mà tôi bị đau này, nhiều lúc tôi nhìn thấy những cái ánh mắt hay là những cái sự thương của người thân ấy, nên là tôi đã tự bản thân mình ốm đau dài, thời gian dài quá, đã giấu đi người thân và còn phải nhiều lúc còn không muốn để cho người thân biết là mình đã quá khổ. Đến khi mà mình khổ quá rồi á, mình đã lâm lý vào những cái con đường cùng rồi á, thì lúc đấy là mình mới cũng là sự trợ giúp của tất cả mọi người. Thế và bản thân mình luôn nỗ lực, mình đã ngoài cái công việc chăm bệnh nhân ấy, thì nó phải là một cái lòng yêu thương bệnh nhân, kiên trì và phải là người rất có tâm. Bởi vì một bệnh nhân nằm một tại chỗ ấy, thì người ta đau đớn, người ta tất cả mọi sinh hoạt phải cần một người giúp đỡ, thì mình ở bên cạnh ấy, mình đã từng là bệnh nhân mà mình đã có một cái mong muốn là lúc đấy mình rất mong là mình dựa được vào ai đấy trong những lúc mình đau đớn. Tôi vẫn luôn chia sẻ với mọi người bằng cái tấm lòng chân thành nhất của mình và giúp đỡ bệnh nhân một sự tận tụy nhất mà mình lại có những cái kinh nghiệm để làm cho bệnh nhân giảm cái cơn đau đớn, là mình đã xoa bóp, mình gần gũi nâng giấc bệnh nhân và từ ăn uống mình tỉ tê, mình động viên cho bệnh nhân là khi mình ăn được thì mình mới có cái khả năng để chịu đựng được với những cái cuộc điều trị kéo dài. Thì khi muốn điều trị được thì mình phải nạp cái năng lượng vào bản thân mình cho tốt, thì mình mới chiến thắng được bản thân và chiến thắng được bệnh tật. Cuộc sống bao giờ cũng vậy, may mắn và khó khăn luôn bện chặt lấy nhau. Giờ đây chị Hiền đã vượt qua được sóng gió của cuộc đời, nhưng chị vẫn phải đối diện với những thị phi, những tranh chấp thường nhật của người đời. Đôi lúc việc này khiến cho chị phải chạnh lòng. Từ những cái khó khăn trong cuộc sống nó làm cho mình vững mạnh lên, mà kiểu như là phải can đảm lên để đối diện với cuộc sống. Từ kể về cái quá trình điều trị thì nó dài lắm, nhưng thôi mình hôm nay là mình cảm thấy là mình đã là người chiến thắng được bệnh tật, thì nó là cả một cả quá trình trong 20 năm này. Và mình lại cũng phải chiến đấu với cả những cái cuộc sống, từ cái đói cái nghèo để thay đổi một cái cuộc đời mình, để nó trên một cái sự nó có một cái niềm đi lên, để là cái nền tảng để cho con cái nó còn vững tin để nó tiếp tục nó phát triển lên. Thì giữa cái những cái cuộc sống hàng ngày đấy, thì đôi khi trong cuộc sống còn có những cái kỳ thị người ta, còn có những người có những suy nghĩ là người ta còn nghĩ là mình nhiếc móc, mình là ung thư rồi, gia đình mình kém may mắn rồi, thậm chí cả như những cái đứa trẻ mà nó còn đang ấp ngửa ấy, là con mình nó không may mắn mà nó mất đó. Người ta ấy cũng còn có những người, người ta mất không kỳ thị, người ta cũng ấy. Và sự bon chen trong cuộc sống này cũng vẫn còn nhiều. Là một người phụ nữ sống độc thân mà lại còn áp lực là cuộc sống phải lo kiếm tiền, đối diện với những bệnh nhân để mình làm thế nào cho tốt, để mình mới có được cái đồng tiền để vừa thuốc thang cho mình, vừa duy trì cuộc sống. Và còn con thì cũng chưa lấy vợ, còn tất cả là cả một cái gánh nặng. Mà bây giờ mình về đến trong gia đình mà mình đi mãi, mình có đi được đâu, mình phải về đến nhà. Nên là về đến nhà mình muốn cái cuộc sống nó được ổn định. Với cái ổn định thì người ta bảo an cư lập nghiệp, thì cũng mong là cái nhà cửa đất cát nó được ổn định trong cuộc sống. Nên là đối với một người mà trong ánh mắt của người dân, còn một số người, người ta cứ nghĩ là cái con ấy ốm là sẽ chết. Thế và
cái sự mà lại một người phụ nữ độc thân ấy, nó thiếu đi một cái chỗ dựa trong gia đình là một người đàn ông ấy, trụ cột trong gia đình ấy, thì kể cả là bên cạnh ấy, mình có sống, mình có cố gắng đến đâu, nhưng người ta vẫn cứ muốn lấn sân. Đấy là cái kỳ thị ở trong ở cuộc đời này vẫn còn có những cái sự ích kỷ đó. Mình vẫn mong được là mọi người sống để yêu thương nhau, để nên sống nhường nhịn nhau, để mà nhìn thế nào cho nó thấy được thuận mắt ta, cả nhà cùng thuận. Cuộc sống là như vậy, luôn có những khó khăn đang chờ đợi bạn. Chỉ có ngẩng cao đầu tiến bước mới khiến chúng ta vượt qua nó và trải nghiệm được những giây phút hạnh phúc. Với chị Án Thị Hiện cũng vậy. Việc còn sống và sống có ích là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhiều lúc mình cũng muốn nói được hết, nhưng mà mình không thể nói được với cả thế giới được. Mà khó khăn thì nó cũng cứ chồng chất với khó khăn. Thế nhưng đôi khi mình phải tự động viên mình, và cái kỷ luật của bản thân cũng như là cái động lực của bản thân mình, thì mình phải tìm ra được một cái phương châm sống. Cái phương châm sống thì đôi khi mình hay lấy ra một cái điểm tựa ở tinh thần của mình là ở đâu, để mà mình lấy một cái nguồn động lực để mà mình suy nghĩ nó được thoáng hơn. Và mình lại tự trong những cái lúc như thế thì mình hay có tâm trạng, mình hay làm mấy bài thơ, chủ yếu nó là nội tâm của mình. Mới làm một cái bài thơ là Ngược Thời Gian. Nếu được ước, anh ơi em sẽ ước ngược thời gian trở về lúc trước có nhau. Vợ chồng có trước có sau, có rau có cháo, có nhau sớm chiều. Bây giờ nhà trước vườn sau, mình em lủi thủi bờ rào đổ xiêu. Thân phận gái chịu nhiều cơ cực, nuôi con khờ phụng dưỡng phụ thân. Lối về nhà quanh sân cỏ mọc, tủi phận mình nghèo lo kiếm sống xa quê. Thân bệnh tật em nào đâu nản chí, quyết xóa đói nghèo và chiến đấu giặc ca. Mai sau lúc trở về già, không đi xa nữa, ở nhà trước sau, vui chồng lấy mấy luống rau, trông nom con cháu trước sau vuông tròn. Thank you.